Vâng, Hoa Thiên Việt xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn kỹ thuật, một kỹ thuật khá là quan trọng trong quá trình hàn khuôn vào cái bản mạ ha. Các bạn theo dõi, mình sẽ chỉ cho các bạn một số kỹ thuật. Đấy, đầu tiên là cái khuôn thì dừng lại. Cái khuôn thì nó sẽ luôn luôn là nó từ tâm, nó sẽ ra dần. Và điểm này điểm xa nhất. Đấy, khi các bạn canh hàn khuôn thì các bạn không phải đặt đâu hàn cũng được đâu. Mình phải canh. Mình canh giữa cái điểm này nè. Và điểm đối xứng với bên này thì nó sẽ có một cái khoảng hở nó tương đối. Bởi vì mình sẽ quay cho các bạn xem. Chạy đi khác. Ở đây là điểm xa nhất. Và bắt đầu đây là bắt đầu khuôn bắt đầu uốn dần các bạn ạ. Và từ đây khoảng hở này nó sẽ rất là đều, nó đều dần các bạn ha. Nó không được quá xa. Quá xa thì rồi dừng em. Đó. Nếu mà khoảng hở này là quá xa ở các cái điểm này này thì khi các bạn uốn thì cái đầu cuối của sắt nó rất là dài, nó không bo theo khuôn. Đấy xấu. Đó, đường này. À, và cái hở cái đường này đều này ha, đều với sau cái theo cái cự này nè. Và nhấp đi, nhấp cho nó qua đoạn này tí. Đó, cái sắt mình sẽ bắt đầu uốn từ đây. Sau khi mình uốn ở cái khuôn thứ nhất của Hoa Thép Việt xong, bạn bỏ vào cái này. Bạn uốn tiếp. Nó cái khoảng này nó sẽ bẻ từ đây đến đây và nó sẽ em uốn đi các, chạy đi. Từ mình giảm tốc độ lại các bạn ha. Mình giảm tốc độ lại khoảng chậm cho các bạn thấy. Rồi, chạy ra. Đó, bắt đầu uốn từ đây nè. Đó, các bạn thấy nó cứ gần dần đó. Đấy là một cái khuôn rất là kỹ thuật rất quan trọng quá trình làm khuôn các bạn ha. Và từ đây trở đi các bạn uốn nó sẽ sát bo sát cái khuôn. Nó không bị hở ra. Thì đều. Ừ, xoáy đều các bạn ha. Đây mình đang ở chế độ chậm cho các bạn xem đấy. Đó, các bạn phải canh vậy nhá. Đây là kỹ thuật uốn. Nếu bạn không canh được như thế này thì uốn sẽ rất là xấu và không dễ hư sắt các bạn. Cái khuôn này uốn sắt 25 là ok này, rất là chuẩn luôn. Đây mình làm bằng la các bạn ha, mình rất là hàn kiên cố rồi. Nó độ mỏng nó khoảng 5 ly các bạn nè. Rất là chắc, vì khi hàn này nó chống nhau rất là chắc. Các bạn đừng có nghĩ là nó yếu nhá. Cái này uốn sắt vuông 25 và bẻ các cái bông cầu thang rất là ok. Đấy, khi các bạn canh cho cái điểm này. Tiếp đi. Đấy, từ điểm này bắt đầu sắt bắt đầu uốn này. Thì nó sẽ bẻ vô dần các bạn ạ. Cái cự đây này, nó bẻ. Nó ăn ra dần. Chứ các bạn để cái này không đúng là các bạn uốn hay bị lội này. Mình thấy trên mạng một số bên chế tạo máy cũng làm khuôn, nhưng mà đặt cái khuôn lên một cái tấm tròn hoay rất là không đúng kỹ thuật. Khuôn nó phải có một cái khoảng hở đều. Rồi ok khác. Và một cái điểm nữa này, mình không phải là cái khuôn này mình làm có một cái gờ đây nè. Bạn thấy không? Gờ lòi ra là cái sắt khi nó để lên. Sắt nó để đến đây thì nó sẽ bo lên cái khuôn này nhá, nó không bị chạy xuống. Trước đây mình đã thử làm một cái mà mình hàn lớp lép líp ngoài luôn á. Hàn líp ngoài luôn thì khi mình uốn thì sắt nhiều khi nó bị chạy xuống đây, nó bị trượt khỏi cái khuôn. Nên ở đây có cái gờ. Mà đặt cái gờ này uốn thì nó sẽ không chạy đâu được, nó bo theo cái này luôn và sát cái này luôn các bạn ha. Đó. Đây là một trong số 9 bộ khuôn của máy Hoa Thép Việt. Nay mình đang đây, các cái máy đang gia công. Máy này mình đang kiểm tra để mình xuất đi Hậu Giang các bạn. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.